Dũng vốn là một người đã có tiếng trong thế giới giang hồ trước khi Cương xuất hiện. Người này có một đội ngũ đàn em tương đối đông đảo và giành được quyền bảo kê ở rất nhiều nhà hàng từ Long Thành cho tới ngã ba Vũng Tàu. Tuy nhiên, khi Cương nổi lên, gã ngay lập tức tìm cách độc chiếm những địa bàn này, động đến quyền lợi của mình, Dũng Đô chẳng chịu ngồi yên. Với mục đích sẽ dạy cho Cương một bài học, Dũng Đô cho đám đàn em chuẩn bị hung khí, rồi dình vào một hôm Cương đi ăn đêm cùng đệ tử quây đánh. Lần đó, vì yếu thế hơn, Cương và đám đệ tử của mình bị nhóm Dũng Đô đánh cho gần chết. Tuy nhiên, không trình báo với cơ quan chức năng mà Cương âm thầm đưa tiền cho đệ tử của mình sang Tây Đình mua súng ngắn về ém binh chờ thời cơ. Sau khi lực đã mạnh, đầu năm 2012, trong một lần Dũng Đô đi ăn với bạn, Cương đã lấy súng dí vào đầu người này rồi hất hàm hỏi: "Bây giờ mày hay tao sẽ chết đây?" Trong thế họng súng trên đầu, Dũng Đô dù có bản lĩnh đến mấy cũng chẳng dám nói to nên đành chịu trận. Cương ung dung ngồi ghế hút thuốc, mặc cho đám đệ tử của mình xuống tay với Dũng. Thế cục sau đó cũng đã rõ. Dũng Đô đành ngậm ngùi nhường bớt lại một số địa bàn cho Cương khi thế lực của mình đã yếu hẳn.